ô nhiễm, ánh nắng mặt trời, máy lạnh là những tác nhân gây hư tổn làn da hàng ngày. Và khi ngủ là lúc tốt nhất phục hồi làn da. Hacelin trắng da ban đêm với nguồn vitamin tinh túy từ tinh dầu nho, cùng công thức đặc biệt giúp tái tạo làn da vào ban đêm cho da trắng mịn. Sẵn sàng cho ngày mới, Hacelin trắng da ban đêm.